Xin mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì như cái chủ đề lần trước á, thì mình có chia sẻ cho các bạn về một số video về cây sống đời các bạn. Thì có bạn mà hỏi mình á, là khi cái cây sống đời mình nó ra bông á các bạn, thì mình có nên là bón thuốc phân hay không? Và nếu là như là bón thuốc phân thì mình sẽ bón những loại phân gì để cho cái cây sống đời mình nó ra hoa nó đúng cái dịp Tết. Thì hôm nay thì mình cũng có thời gian rảnh thì mình sẽ quay cho các bạn về cái vườn sống đời kinh doanh của mình ha. Thì sẵn đây là chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn. Thì để quay cho các bạn xem nè. Thì hiện tại thì cái vườn này nó đang cỏ rất là nhiều các bạn, thì mình chưa có thời gian mình xử lý nữa các bạn. Nó quay sơ cho các bạn ha, cũng rất là nhiều. Thì hiện tại là nó cũng đang là đổ bông nha các bạn ha, nó bắt đầu là đổ bông rồi. Thì sẵn thì đúng dịp thì mình quay và mình chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn ha. Để quay sơ cho các bạn xem là mình sẽ chia sẻ nha các bạn. Thì đây là cái vườn sống đời các bạn, thì nó vừa đổ bông á. Nếu như á là các bạn bón thúc á và bạn trồng ở trong chậu mà bạn bán chậu cho người dân vào dịp Tết á, thì ở đây á là mình bón là cái phân chuồng quay mục nha các bạn ha. Và các bạn cộng cho mình á là một đến hai muỗng là cái bánh dầu các bạn, và với cái phân mà DAP mà ngâm rồi các bạn. Các bạn cộng lại với nhau, các bạn bỏ vô một giỏ ha, là một chậu á, là nó sẽ là phù hợp ha. Và các bạn tưới á, và cũng như là bạn bón thúc á, thì các bạn nên bón vào cái buổi chiều nếu như bạn có cái bánh dầu á, và đặc biệt là các bạn đánh tưới vào cái ngọn của nó nha, tưới vào gốc thôi thì vậy là chuẩn ha. Còn nếu như á, là mình trồng kinh doanh như vườn này như bạn, thì giờ mình muốn tưới á, thì đầu tiên là mình phải mần sạch cỏ này các bạn. Ở đây cỏ rất là nhiều, mình chưa có thời gian tưới cũng như là tưới nó nữa, mần cỏ nữa. Mình có một vườn sống đời bên kia nó bị vàng lá luôn các bạn. Thì nếu như mà tưới á, thì các bạn phải canh nó cái lá của nó. Nếu như mà cái lá nó xanh mướt như thế này á, thì mình không có tưới nha các bạn ha. Khi mà nó bị vàng lá các bạn, nó bị phai màu á, nó bị vàng vàng á, thì chúng ta mới tưới. Thì chờ cái thời gian tưới là khoảng là 15 ngày. Cách nửa tháng như vậy là mình sẽ tưới một lần. Và cái hình thức tưới là như thế này. Thì chúng ta là chọn là khoảng là từ nửa chén đến một chén cái bánh dầu nha các bạn. Và chỉ cộng cho mình là 1 kg DAP. Nếu như bạn không có xài DAP á, thì bạn có thể là xài cái thằng là NPK 22-20-15 nha các bạn ha. Đó thì là 1 kg. Các bạn pha cho mình là 10 lít nước và các bạn ngâm cho mình là khoảng là 2 ngày nha các bạn, cho nó tan ra. Rồi sau đó là chúng ta mới tưới vô cái gốc của nó. Nhưng mà trước khi tưới là phải mần cỏ nha các bạn ha. Và cái thời gian tưới á, là nó phải là trước là 16 giờ đó, trước cái thời gian đó ha. Nghĩa là 4 giờ chiều các bạn, là trước 4 giờ chiều thì tầm khoảng là 3 giờ là chúng ta tưới là được ha. Và tưới ở đây á, là mình không có tưới ngay cái ngọn bông ha các bạn ha. Và mình tưới nó ngay cái gốc các bạn đó. Và mình tỉa mấy cái lá mà nó hư á, thì mình tỉa bỏ. Và vào cái dịp Tết á các bạn, thì còn khoảng từ 50 ngày đến 60 ngày nữa là Tết á, thì chúng ta là nên cắt tỉa cho nó. Nó chúng ta để là khoảng là 2 cặp lá lại để cho cái nó trổ bông, nó kích thích nó trổ bông nhiều hơn nha các bạn ha. Còn đây là cái vườn sống đời mình vô chậu nè các bạn. Nó thì các bạn có bón phân á, thì các bạn hãy là chọn 1 đến 2 là muỗng bánh dầu các bạn, với cộng với nước ngâm DAP á, các bạn tưới cho nó. Bạn xem ha, xem tham khảo cái vườn sống đời trời trong chậu của mình ha. Thì kênh mình hiện tại thì quay rất là nhiều loại cây trồng các bạn. Thì có câu hỏi về bón phân về cây sống đời thì sẵn mình quay mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì bạn nào đang xem thì hãy cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Đó, giờ quay sơ cho bạn xem nè. Thì bạn nào đang xem thì có câu hỏi mà có liên quan đến về chủ đề là cây sống đời mà trong dịp Tết á, thì các bạn có thể là bình luận bên dưới ha, thì rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Thì ở đây thì mình cũng là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình thôi các bạn. Thì có lẽ là nó sẽ không có đúng 100% cũng như là mỗi người là có một cái cách trồng khác nhau á, thì anh em làm xem làm vườn á, thì anh em có thể là tham khảo cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm hay hơn ở dưới phần bình luận ha. Còn đây là bông của nó này các bạn. Nó mình cũng chia sẻ trổ bông cũng khá đẹp nha các bạn ha. Khi trổ bông á, thì nó sẽ ra như là cái hình lồng đèn các bạn. Thì sống đời này nó có rất là nhiều tác dụng nha các bạn ha.
Thì sẵn ở đây á, là mình chia sẻ cho các bạn cách vốn phân á, luôn á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một số công dụng của nó. Thì cái công dụng đặc biệt của nó chính là trị lá bỏng nha các bạn ha. Và thậm chí mà khi mà các bạn mà dạng như là đi nhậu các bạn mà các bạn bị say xỉn nhiều á, thì các bạn dùng cái lá của nó các bạn nhai sống các bạn ăn luôn á, thì nó cũng có thể là giả rượu được luôn đó. Ở đây thì mình chia sẻ nó hơi ngoài luồng xíu. Đây các bạn, ở đây là cái gốc của nó đây các bạn, có những cái lá bị sâu các bạn. Ở đây cái vườn này thì mình chưa có không mình tỉa nữa các bạn, thì mình đợi nó ra bông như thế này nè, thì vài bữa nữa thì mình sẽ mướn công mần á, thì người ta sẽ mần cỏ lại các bạn. Tại vì mình cũng nhiều việc các bạn, lo chăm sóc một số cây loại những cái loại cây khác nữa, thì mình chia sẻ đều trên cái kênh của mình luôn các bạn. Các bạn có thể vào phần danh sách phát của mình á, các bạn xem lại ha. Thì ở đây á, mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm về trồng cúc cúc Hà Lan nè, cũng như là cúc mâm xôi á, các bạn có thể là tham khảo ha. Thì trồng cái này á, là chúng ta phải trồng là thêm nữa là Tết nè các bạn, phải trồng thêm cúc mâm xôi cũng như là cúc Hà Lan cũng như là cây bông giấy này nọ các bạn. Thì các bạn có thể là bán Tết cho nó nhiều, nó phong phú hơn ha. Đó, ở đây cỏ rất nhiều các bạn, chưa có không mần các bạn ơi ha. Đó, để quay sơ cho các bạn xem phân á, còn cái phân chuồng mà các bạn hỏi mình mua ở đâu, thì các bạn nên liên hệ những cái dừa ươm á, cái dừa ươm trồng các bạn, là người ta biết cái chỗ mà mua phân giá rẻ luôn các bạn. Như phân chuồng á, phân bò các bạn, thì thường á, cái giá hiện tại bây giờ mình biết được á, là nó tầm khoảng là 15.000 ha, 15.000 một bao ha. Có vùng á, thì như Sài Gòn á, thì nó sẽ là 20.000 bao. Và phân chuồng ở đây thì các bạn nên để là nó quay một rồi mình mới mới trộn với những cái như DAP với cái bánh dầu lại với nhau, chúng ta mới tưới cho cái bón bón thúc cho cây sống đời nha các bạn ha. Ở đây thì mình cũng đi từng clip các bạn, nhưng mà cỏ rất là nhiều, chưa có ở không nữa để mần nữa các bạn. Đó, để mình quay cho các bạn xem. Thì cái vườn sống đời này của mình á, thì hiện tại là nó cũng đang là xuống màu nha các bạn. Thì khi mà cái lá nó vàng á, thì các bạn là nên bón thúc phân. Còn như mà lá nó mà nó bị xanh á các bạn, xanh mướt á, thì chúng ta không nên bón chi nữa các bạn ha. Vì nó đủ rồi. Khi mà nó lá nó vàng á, là cái tình trạng nó là bị là thiếu phân nha các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái số cách mà bón phân cho cây sống đời, làm sao mà cho nó trổ bông đẹp các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cách bón thúc phân chuồng như thế nào luôn. Rồi thì mình video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Thì bạn nào chưa like hãy like cho mình nha. Rồi mình xin được mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình ha. Rồi mình xin được chào các bạn.